Xe mẫu bán tải Toyota Hilux Revo ZR Sport 4x4 đời mới 2025 vừa ra mắt ở Thái Lan. Trong nhiều thập kỷ, Toyota Hilux đã thống trị vị trí cao nhất như một mẫu mực của khả năng off-road, giành được danh hiệu vua địa hình trong lòng khách hàng trên toàn thế giới. Giờ đây, Toyota đã nâng tiêu chuẩn lên cao hơn nữa với việc giới thiệu Hilux Revo ZR Sport 4x4 mới, phục vụ những tay lái sành điệu, những người khao khát hiệu suất cao cấp và sự phiêu lưu. Hãy cùng tìm hiểu điều gì làm nên sự khác biệt của cỗ máy mạnh mẽ này và lý do tại sao nó sẵn sàng thống trị địa hình. Kỹ thuật xuất sắc, bà Eniarat Sutibenzakul, kỹ sư trưởng khu vực của Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing Co. Ltd., phụ trách phát triển Hilux Revo ZR Sport 4x4 với tầm nhìn đặc biệt, tạo ra trải nghiệm lái xe không gì sánh bằng. Được thiết kế theo tôn chỉ, tạo ra những chiếc xe thể thao ngày càng tốt hơn, chiếc xe bán tải này vượt qua nguồn gốc thực dụng của nó để trở thành một phương tiện đầy cảm hứng và cảm hứng. Xe bán tải Hilux luôn được khách hàng tin tưởng và mệnh danh là vua địa hình, nổi tiếng nhờ khả năng vận hành tuyệt vời của hệ dẫn động 4x4, kết hợp với động cơ mạnh mẽ và công nghệ lái toàn diện đã khiến xe bán tải Hilux trở thành một trong những mẫu xe bán tải được yêu thích nhất hiện nay. Bền bỉ và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách từ mọi cách sử dụng. Và lần này Toyota đã giới thiệu mẫu xe bán tải Hilux Revo ZR Sport 4x4 mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cao cấp thích sử dụng xe bán tải hiệu suất cao và khẳng định Toyota là công ty dẫn đầu thị trường trong việc không ngừng phát triển dòng xe bán tải. Bà Eniarat Sutibenzakul, kỹ sư trưởng khu vực, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và sản xuất Toyota Daihatsu bổ sung thêm ý tưởng cải tiến mới của Hilux Revo ZR Sport Y-Chet rằng Hilux Revo ZR Sport 4x4 là một chiếc xe được thiết kế và phát triển với tầm nhìn, tạo ra những chiếc xe đua thể thao ngày càng tốt hơn, với mục tiêu không chỉ là một chiếc xe bán tải để sử dụng, nhưng nó là một chiếc xe sẽ góp phần tạo ra những trải nghiệm mới cho những khách hàng yêu thích cảm giác lái và thích phiêu lưu. Hilux Revo ZR Sport 4x4 sẽ tăng thêm cảm giác lái thú vị. Nhóm phát triển đã tăng giới hạn lái xe, cả trên đường bằng phẳng, on-road và trên đường gồ ghề có chướng ngại vật tự nhiên, off-road. Hilux Revo ZR Sport 4x4 được phát triển với khả năng điều chỉnh chiều cao và chiều rộng của xe để tăng khả năng vượt chướng ngại vật trên đường địa hình. Nó cũng làm tăng sự ổn định khi lái xe trên những con đường trơn tru. Ngoài ra, động cơ đã được phát triển để tăng công suất nhằm tăng cảm giác lái thú vị và phản ứng nhanh. Về thiết kế, Hilux Revo ZR Sport 4x4 có thiết kế kết hợp cảm hứng từ những đường đua xe đua và vẻ ngoài thể thao cả bên trong lẫn bên ngoài theo ý tưởng Gazoo Racing đi kèm với sự cân bằng theo nguyên tắc khí động học và động lực học. Điểm nổi bật của Hilux Revo ZR Sport 4x4. Hilux Revo ZR Sport 4x4 định nghĩa sức mạnh thể thao cao cấp, chiếc xe bán tải hàng đầu được lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc xe đua địa hình. Với khả năng lái tuyệt vời với động cơ 2.8 GD Super Power, công suất 224 mã lực mới được điều chỉnh, mô men xoắn 550 Nm, hệ thống treo được điều chỉnh. Tăng chiều rộng trục cơ sở, galop rộng, ở phía trước thêm 140mm, ở phía sau thêm 155mm và chuyển phanh sau sang phanh đĩa. Giúp tăng độ ổn định khi lái xe, bám đường tốt hơn. Thiết kế bên ngoài của Hilux Revo ZR Sport 4x4 được thiết kế như một chiếc xe bán tải địa hình Dakar Rally, vừa mang lại khả năng bảo vệ khi vượt chướng ngại vật. Đồng thời, tính khí động học được xử lý tốt. Điểm nổi bật là thiết kế phía trước và phía sau mới với thân xe rộng hơn và cao hơn. Góc trước được nâng lên 20mm, đẩy tốt hơn các giới hạn trên các tuyến đường địa hình. Hiệu suất động cơ, Hilux Revo ZR Sport 4x4 mới này còn được trang bị động cơ 2.8 mới được tinh chỉnh, mạnh hơn 10%, công suất tối đa 224 mã lực, 165 kW, mô men xoắn 550 Nm, đi kèm hộp số phản hồi nhanh hơn. Tương ứng với công suất động cơ rất tốt, với chế độ thể thao đã được điều chỉnh dành riêng cho mẫu Hilux Revo ZR Sport 4x4 cải thiện sức mạnh động cơ, thú vị khi lái xe trên mọi tuyến đường. Toyota Hilux Revo ZR Sport 4x4 định nghĩa lại khả năng off-road với hệ thống treo tiên tiến, được thiết kế tỉ mỉ nhằm nâng cao cả hiệu suất và sự thoải mái trong mọi tình huống lái xe. Với chiều dài cơ sở phía trước được mở rộng 140mm và chiều dài cơ sở phía sau mở rộng 155mm, Hilux Revo ZR Sport 4x4 đạt được độ bám đường và độ ổn định vượt trội trên mọi mặt đường. Cải tiến này đảm bảo khả năng xử lý tự tin và kiểm soát chính xác,
cho phép người lái di chuyển trên các địa hình đầy thách thức một cách dễ dàng và tự tin. Hilux Revo GR Sport 4x4 tự hào có khoảng sáng gầm xe tăng ấn tượng 37mm, mang lại không gian rộng rãi để giải quyết các chướng ngại vật gặp phải trong các chuyến du ngoạn địa hình. Khoảng sáng gầm cao này đảm bảo khả năng cơ động vượt trội trên địa hình gồ ghề, cho phép người lái xe vượt qua những con đường mòn đầy đá và địa hình không bằng phẳng một cách dễ dàng và tự tin. Để mang lại cảm giác lái êm ái và kiểm soát trong mọi điều kiện, Hilux Revo GR Sport 4x4 được trang bị hệ thống giảm sóc tiên tiến. Giảm sóc trước xi lanh đơn sử dụng công nghệ Monotube với khả năng điều chỉnh lò xo cuộn, đảm bảo hiệu suất và khả năng phản hồi tối ưu trên cả đường thành phố êm ái và địa hình gồ ghề. Trong khi đó, hệ thống giảm sóc sau sử dụng lò xo lá mềm càng nâng cao sự thoải mái và ổn định trong những tình huống lái xe khắc nghiệt nhất. Dù di chuyển trên đường phố đô thị hay vượt qua các địa hình hiểm trở, Hilux Revo GR Sport 4x4 đều mang đến khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả. Với hệ thống treo nâng cao, người lái xe có thể mong đợi một chuyến đi êm ái và có kiểm soát bất kể điều kiện đường xá. Từ di chuyển trong thành phố đến những chuyến phiêu lưu địa hình, chiếc xe bán tải này được thiết kế để vượt trội trong mọi môi trường, hứa hẹn sự thoải mái và tự tin chưa từng có sau tay lái. Hệ thống treo được cải tiến với cơ sở chiều dài trước rộng hơn 140mm và 155mm ở phía sau, giúp bám đường tốt hơn. Chiều cao của mặt đất đã tăng thêm 37mm. Ngoài ra còn có sự phát triển của hệ thống giảm sóc trước xi lanh đơn, Monotube, với khả năng điều chỉnh lò xo cuộn. Hệ thống giảm sóc sau lò xo lá mềm. Phanh sau phát triển từ phanh tang trống sang phanh đĩa, được trang trí bằng kẹp phanh màu đỏ tăng thêm tính thể thao cho xe. Với chiều dài cơ sở rộng hơn, khoảng sáng gầm xe tăng và công nghệ giảm sóc tiên tiến, chiếc xe bán tải này mang lại cảm giác lái êm ái và kiểm soát, đảm bảo người lái có thể vượt qua mọi địa hình một cách dễ dàng và tự tin. Nội thất sang trọng, khi bước vào cabin của Toyota Hilux Revo GR Sport 4x4, bạn ngay lập tức được bao bọc trong một không gian sang trọng và tiện nghi. Được thiết kế để nâng trải nghiệm lái xe của bạn lên tầm cao mới, mọi chi tiết nội thất đều phản ánh cam kết về sự sang trọng và tinh tế. Nội thất của Hilux Revo GR Sport 4x4 là một nghiên cứu về sự sang trọng, với thiết kế theo chủ đề màu đen toát lên sự tinh tế vượt thời gian. Từ bảng điều khiển đến các tấm cửa, mọi bề mặt đều được chế tạo tỉ mỉ để tạo ra bầu không khí gắn kết và sang trọng gợi nhớ đến một chiếc xe đua hiệu suất cao. Hãy ngồi xuống và cảm nhận sự sang trọng của chất liệu bọc da lộn cao cấp, được khâu tỉ mỉ đến mức hoàn hảo. Nó không chỉ mang lại sự thoải mái vô song trong những chuyến lái xe dài mà còn tạo thêm nét sang trọng cho nội thất, nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể của cabin. Thêm điểm nhấn đậm chất thể thao cho nội thất là dây đai an toàn màu đỏ rực rỡ, không chỉ tăng cường độ an toàn mà còn mang lại cảm giác năng động và tràn đầy năng lượng cho cabin. Đó là một chi tiết tinh tế nhưng có tác động mạnh mẽ giúp nhấn mạnh hơn nữa phả hệ lấy cảm hứng từ xe đua của Hilux Revo GR Sport 4x4. Trung tâm của cabin là hệ thống thông tin giải trí tiên tiến mang đến sự tiện lợi và khả năng kết nối trong tầm tay bạn. Trung tâm là màn hình cảm ứng lớn 10,25 inch, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy các cài đặt giải trí, điều hướng và phương tiện. Với khả năng tương thích không dây của Apple CarPlay và Android Auto, việc tích hợp liền mạch với điện thoại thông minh của bạn thật dễ dàng, cho phép bạn truy cập các ứng dụng và nội dung yêu thích của mình một cách dễ dàng. Tạm biệt dây cáp rối rắm và nội thất lộn xộn nhờ đế sạc điện thoại không dây tiện lợi. Nằm trong tầm tay dễ dàng, nó cung cấp một giải pháp đơn giản để giữ cho thiết bị của bạn luôn hoạt động và sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Cho dù bạn đang bắt đầu một hành trình dài hay chỉ chạy việc vặt quanh thị trấn, việc duy trì kết nối chưa bao giờ thuận tiện hơn thế. Nội thất sang trọng của Toyota Hilux Revo GR Sport 4x4 là minh chứng cho cam kết mang đến cho người lái những trải nghiệm lái tuyệt vời. Từ ghế bọc da lộn cao cấp đến hệ thống thông tin giải trí tiên tiến, mọi khía cạnh của cabin đều được thiết kế để mang lại sự chiều chuộng và thích thú, đảm bảo rằng mỗi hành trình đều là một hành trình đáng thưởng thức.